Xin chào các bạn. Hôm nay shop máy bơm mini 68.com giới thiệu với các bạn một chiếc bơm chìm 24V, công suất 84W. Bơm này thì có thể thải chìm hoặc để cạn đều được. Công suất bơm của nó là 84W, dòng điện là 3,5A. Và cái lưu lượng bơm của máy này là 29 lít một phút. Một giờ là bơm được 1.750 lít. Để cao 13m. Đây là động cơ 3 pha. Còn đây là chiếc điều khiển tốc độ của động cơ, nó biến cái dòng 2 pha thành dòng 3 pha. Dây này, trong dây này thì nó có 3 cái dây. Nếu các bạn tháo cái này ra thì các bạn sẽ quan sát thấy 3 dây đó. Và cái động cơ không chịu than 3 pha thì nó rất khỏe. Các bạn thấy này, nhìn cái nắm tay của mình so với máy bơm. Máy bơm này nó bé hơn cả cái nắm tay nhưng mà nó công suất rất cao. Tí là mình sẽ thử cho các bạn xem về cái độ mạnh của máy bơm. Mình đang sử dụng một cái nguồn điện 24V, tức là hai bình ắc quy đấu với nhau để vận hành con bơm này. Bơm này thì khi các bạn để cạn thì các bạn phải mồi bằng một cái giỏ mồi. Còn các bạn mà không muốn mồi thì các bạn ngâm chìm máy bơm đều được, rất là tiện lợi. Mình sẽ mồi cho máy bơm và sẽ thử. Đây là mình sẽ kết nối vào cái nguồn điện của máy bơm này. Các bạn nhìn thấy này, bơm rất khỏe luôn. Đấy, đẩy rất cao. Các bạn nhìn dòng máy bơm nó phun cao mà nó đi rất xa, 5m các bạn ạ. Đấy, rất mạnh, cực kỳ mạnh. Rất tuyệt vời. Wow. Máy bơm này thì có thể hút sâu được khoảng 4m. Có giỏ mồi các bạn nhé. Hút sâu 4m. Cái dòng nước phun ra cực kỳ mạnh. Các bạn có thể sử dụng máy bơm này với lại các tấm pin năng lượng mặt trời hoặc là ắc quy để các bạn tưới cây. Rất là tiện lợi luôn. Và để mua hàng của shop máy bơm mini 68.com chúng tôi thì các bạn vui lòng liên hệ qua hotline 038 68 98 366, website máy bơm mini 68.com, và đừng quên đăng ký kênh của shop để các bạn theo dõi những cái dòng sản phẩm mới nhất và xem các cái video hướng dẫn sử dụng tất cả các loại máy bơm 12 đến 24V trên thị trường. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.